Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm tâm và bán kính của mặt cầu này trước đã. Mình đặt đây là Y nha. Thì chúng ta sẽ có là 3 trừ 1, 2. Như vậy, sau khi chúng ta tìm xong, chúng ta đi tìm bán kính của mặt cầu này. Đó chính là căn bậc 2 của 20. Cái này mình tính ra sẽ ra là 2 căn 5. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ đi tìm khoảng cách từ điểm Y cho đến mặt phẳng P. Thì chúng ta áp dụng công thức thôi. Chúng ta sẽ có 2x trừ 2y cộng z trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ có số 2 nè. Nhân với lại số 3, trừ với lại 2, nhân với lại trừ 1, cộng với lại 1, nhân với số 2, trừ cho 1, trong giá trị tuyệt đối, chia cho căn bậc 2, bình phương của hệ số mặt phẳng. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án, đó chính là số 3. Chúng ta thấy rõ, số 3 nhỏ hơn 2 căn 5. Điều này chứng tỏ là, giả sử chúng ta có một cái mặt phẳng nha. Mình vẽ bự ra lát nữa, mình vẽ cái kia nữa. Thì chúng ta sẽ có mặt cầu. Và mặt cầu này, tại vì khoảng cách từ D, Y cho đến mặt phẳng B là 3. Trong khi R là đến 2 căn 5, có nghĩa là 2 căn 5 nó lớn hơn số 3 này. Như vậy, nó sẽ tạo thành một cái giao điểm, là một cái hình tròn, là như thế này. Sau đó chúng ta có điểm Y ở đây. Tiếp tục, chúng ta biết rằng đường thẳng Delta nằm trong mặt phẳng B vuông góc với D nhỏ. Như vậy, giả sử chúng ta có đường thẳng D nè. Cắt mặt phẳng B ở đây. Và vuông góc với delta nó đi như thế này. Bây giờ D đang đi tìm là đi tìm delta sao cho chúng ta có cái cung có độ dài lớn nhất. Độ dài lớn nhất là khi cái đường thẳng delta đi qua cái hình chiếu Y, có nghĩa là nó đi qua từ đây xuống dưới đây luôn. Như vậy, mình phải đi tìm cái hình chiếu của Y lên mặt phẳng Delta. Thì khi đó chúng ta mới tìm được cái đường thẳng Delta. Bây giờ mình sẽ đặt điểm Y phẩy ở trên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tọa độ Y phẩy. Mình đặt là X, Y, Z. Trường hợp đầu tiên, Y phẩy thuộc mặt phẳng B. Vì nó thuộc mặt phẳng B cho nên chúng ta có một phương trình đầu tiên, đó chính là ở đây. Trường hợp tiếp theo, Y phẩy sẽ trùng với lại vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Cho nên trong trường hợp này, chúng ta sẽ đi tìm vector y phẩy thì chúng ta sẽ có là x trừ cho 3, y cộng 1 và z trừ 2 sẽ bằng vector pháp tuyến ở đây, đó chính là 2 trừ 2, 1. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm được phương trình tham số của cái đường y phẩy luôn. Đó chính là x, y,
Z. Vì chúng ta không biết giá trị là bao nhiêu, chúng ta sẽ có là 2 cộng với lại 3t trừ 2 cộng với lại 1t và số 1 cộng với lại 2t. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái cục này nè vào phương trình mặt phẳng này. Thì chúng ta sẽ có là 2 nhân với lại 2 cộng 3t và trừ 2 nhân với lại trừ 2 cộng t. Và chúng ta tiếp tục có z là 1 cộng 2t trừ 1 bằng 0. Bây giờ chúng ta tính giá trị t. Thì chúng ta nhân vô là chúng ta sẽ có 4 cộng 6t trừ 2 nhân trừ 2 là cộng 4 trừ 2t cộng 1 cộng 2t trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ có 6t ở đây, 4 cộng 4 cộng 1 trừ 1. Thì chúng ta sẽ ra là trừ 8 bên đây. Sau đó chúng ta chia cho số 6. Thì chúng ta sẽ ra t là trừ 4 chia cho 3. Sau khi chúng ta có số này, chúng ta thế ngược vào đây. Như vậy đây chính là y phẩy. Và đây chính là giá trị của y phẩy. Bây giờ mình sẽ đi tìm giao điểm giữa đường thẳng D và cái mặt phẳng. Cái này dễ rồi, mình chuyển sang tham số luôn. Thì chúng ta sẽ có x bằng 3t cộng 1, y bằng trừ 2t, z bằng 2 ở trừ 1t cộng 2 ở trừ 2. Như vậy, sau khi chúng ta chuyển xong, chúng ta thế vào cái phương trình mặt phẳng của P để đi tìm t luôn. Thì nó sẽ ra là 2 nhân với lại 3t cộng 1 trừ 2 nhân trừ 2t cộng với lại trừ t trừ 2 trừ 1 bằng 0. Cái này mọi người có thể tính ra được t luôn. Đó là t bằng 1 chia cho 9. Thì mình đặt cái điểm này là điểm G nha. Thì chúng ta sẽ có điểm G ở đây. Và chúng ta bỏ cái 1 chia cho 9 vào phương trình này. Thì chúng ta sẽ ra là 4 chia cho 3 trừ 2 chia cho 9. Và chúng ta có trừ 19 chia cho 9. Tiếp tục. Tại vì á, cái đường thẳng delta này vuông góc với D. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lấy từ G đi lên y phẩy á, thì cái đường thẳng này không còn vuông góc nữa. Như vậy chúng ta phải đi tìm đường thẳng delta sao cho nó có khoảng cách từ y phẩy đến cái đường thẳng delta là nhỏ nhất. Thì khi đó nó sẽ cắt cái cung là lớn nhất. Như vậy mình sẽ lập phương trình của đường thẳng delta như sau. Chúng ta không biết đường thẳng như thế nào, chúng ta sẽ có AT cộng BT cộng CT ở đây. Chúng ta biết nó đi qua điểm G, cho nên chúng ta sẽ có 4 chia cho 3 trừ 2 chia cho 9 trừ 19 chia cho 9. Tiếp tục, vì delta vuông góc với lại D, cho nên chúng ta sẽ có công thức tiếp theo. Đó chính là A nhân cho vector chỉ phương của đường thẳng này, cho nên A nhân cho 3 cộng với lại trừ 2 nhân cho B cộng với lại cái trục tiếp theo là trừ 1.
nhưng cho C sẽ bằng 0. Tiếp tục, tại vì á mặt phẳng delta này nè nằm trong mặt phẳng thì chứng tỏ là vector pháp tuyến sẽ vuông góc với lại vector chỉ phương của cái đường thẳng delta, cho nên chúng ta sẽ có thêm một cái phương trình thứ hai. Đó chính là 2a trừ 2b cộng với lại 1c sẽ bằng 0. Như vậy chúng ta có hai phương trình đầu tiên và phương trình cuối cùng. Đó chính là khoảng cách y phẩy cho đến điểm delta, đường thẳng delta là nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta có y phẩy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi tìm vector g y phẩy trước. Thì chúng ta sẽ có là thì chúng ta sẽ có như thế này. Bây giờ mình sẽ đi tìm tích có hướng giữa vector g y phẩy và vector chỉ phương của đường thẳng. Thì chúng ta sẽ có như sau. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 28 chia cho 9, 4 chia cho 9. Ở đây chúng ta có B và C. Vì đây là giá trị của X, chúng ta che hai số này lại, thì chúng ta sẽ có ma trận là cái cục này. Ở đây là Y, chúng ta sẽ che hai số này lại, thì chúng ta sẽ có ma trận trừ 10 chia cho 3, 4 chia cho 9. Và chúng ta có AC. Còn cái cục kế bên là trừ 10 chia cho 3, trừ 28 chia cho 9. Và chúng ta có AB. Như vậy chúng ta có công thức tính ma trận ở đây. Thì đó chính là A nhân cho D trừ B nhân cho C. Như vậy chúng ta sẽ có âm 28 chia cho 9 C trừ với trừ là trừ 4 chia cho 9B. Bên đây là trừ 10 chia cho 3 C trừ với 4 chia cho 9. Nhưng mà chúng ta cái dấu trừ chúng ta sẽ đổi dấu. Ở đây là trừ 10 chia cho 3 B. Con này là đổi dấu thành cộng 28 chia cho 9 A. Như vậy khoảng cách giữa điểm y phẩy và đường thẳng delta sẽ bằng độ lớn giữa tích có hướng của hai cái đường này. Chia cho độ lớn của vector chỉ phương của đường thẳng. Đây chính là cái công thức. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng vào đây thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 của cái cục này nè. Tất cả bình phương cộng với lại cái cục này, tất cả bình phương. Cộng với lại cái cục này, tất cả bình phương. Chia cho căn bậc 2 của A bình phương, B bình phương, C bình phương. Bây giờ mình quay lại cái phương trình này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy C nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái cục này để sang bên kia.
Bên đây á, C sẽ bằng 3A trừ 2B. Như vậy chúng ta có C đúng không? Lấy hai phương trình này bằng với nhau. Bây giờ trừ 2A sang bên đây, chúng ta sẽ có 3 cộng 2 là 5A. Bên đây sẽ là 4B. Như vậy, A sẽ bằng 4B chia cho 5. Như vậy, C, chúng ta lấy cái 4B chia cho 5 này nè. Mình bỏ vào A. Thì chúng ta sẽ có 2 chia cho 5B. Như vậy, mình sẽ biến đổi A và C theo biến của B. Thì nó sẽ ra như thế này. Đối với chữ C thì chúng ta có 2 chia cho 5B. Thế 2 chia cho 5 vào đây thì chúng ta sẽ ra là trừ 56 chia cho 45B trừ 4 chia cho 9B. Tất cả bình phương. Còn cục này chúng ta đổi C thành 2 chia cho 5 thì chúng ta sẽ có 18 chia cho 3 nhân cho 2 chia cho 5. Còn cục tiếp theo, đó chính là chữ A. Thì chữ A sẽ nhân cho 4 chia cho 5. Như vậy chúng ta sẽ có 124 chia cho 45B. Còn cái bên là 10 chia cho 3B. Còn này là chữ A. Chữ A là 4 chia cho 5B. Chúng ta có 112 chia cho 45B. Như vậy, chúng ta có A ở đây. Đó chính là 4 chia cho 5B. Tất cả bình phương cộng với lại B bình phương cộng với lại C. C ở đây chúng ta đổi thành 2 chia cho 5B. Chúng ta tính vô rút gọn lại thì chúng ta sẽ có là B bằng căn bậc 2 của 7.532 chia cho 1.215. À, cái này là 76 nha. Phải 124. Cái này là 1.444 chia cho 405. Như vậy sau khi chúng ta tính toán thì chúng ta chỉ còn lại cục này. Để cho cái cục này là min. Thì B á, bắt buộc phải tiến gần về số 0. Thì khi đó nó sẽ là min. Ngoài ra mình phải đặt giá trị tuyệt đối nha. Tại vì sao? Khi chúng ta bỏ căn bậc 2 của A bình phương, nó sẽ là căn giá trị tuyệt đối của cái A. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phương trình mà chúng ta đã đặt ở đây. Bây giờ chúng ta biến đổi A và C theo biến của B. Bây giờ chúng ta có 4 đáp án. Bây giờ mình sẽ thế từng đáp án nha. Bây giờ mình chọn đáp án A. Thì chúng ta sẽ có là 5 sẽ bằng trừ sẽ là 4 chia cho 5 BT cộng 4 chia cho 3. Thì BT chúng ta sẽ dễ dàng tính toán. Nó sẽ là 55 chia cho 12.
Chúng ta thử 55 chia 12 vào đây có giống với giá trị B là bằng y bằng 6 không? Thì nó ra là 157 chia 36, như vậy câu này không có đúng. Tiếp tục, mình cũng thấy số 8 vào đây. Thì nó sẽ ra là 25 chia cho 3. Bây giờ thấy 25 chia cho 3 vào đây. Thì chúng ta ra 73 chia 9, như vậy câu này sai. Vì thấy cái này vào đây. Thì chúng ta ra âm 35 chia cho 12 BT. Như vậy mình thấy tất cả các số vô đều chẳng có câu nào thỏa mãn hết. Như vậy ở đây chúng ta không có đáp án nào thỏa cho cái cục này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.